Cùng với lực lượng vũ trang, Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Hàng ngày, Công an phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên và lực lượng bảo vệ dân phố đều tổ chức tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự. Các tuyến đường ngõ phố in dấu chân của tổ tuần tra hàng đêm, công tác kiểm tra tạm vắng tạm trú thường xuyên được thực hiện. Công an phường cũng đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương huy động các ban ngành đoàn thể và cả hệ thống chính trị toàn dân tích cực tham gia tuyên truyền, cung cấp thông tin về tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội cho công an phường để kịp thời đấu tranh ngăn chặn, không để tình hình phức tạp diễn ra trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị địa phương đã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm với mục tiêu kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, điều tra khám phá nhanh các vụ án xảy ra trên địa bàn, kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Tăng cường công tác các biện pháp nghiệp vụ của ngành để rà soát, nắm rõ các cái đối tượng có biểu hiện liên quan trong cái hoạt động kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để đề ra các cái kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh với các loại đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng công an tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động phá hoại, biểu tình, gây rối, hoạt động của các đối tượng chống đối, đăng tải các bài viết có nội dung sai trái về đại hội, nhất là diễn ra trên không gian mạng. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ đã tập trung chỉ đạo lực lượng an ninh mạng tăng cường nắm tình hình, chú ý công tác gỡ bỏ thông tin xấu độc, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao, chống đảng, chống nhà nước và đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin và truyền thông, định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức và cảnh giác cho quần chúng nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của các thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc trong xã hội. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các đơn vị địa phương duy trì quân số thường trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên tổ chức tuần tra vũ trang, kiểm soát công khai, khép kín tại các địa bàn trọng điểm phức tạp để phòng ngừa, kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Chúng tôi cho kiểm tra và rà soát lại tất cả các cái phương án bảo vệ, đồng thời chỉ đạo cán bộ chiến sĩ là kiểm tra kiểm soát chặt chẽ người và các cái loại phương tiện ra vào cơ quan, đồng thời phối hợp với các cái cơ quan chủ quản đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối các cái mục tiêu trong mọi tình huống. Bên cạnh đó thì chúng tôi chủ động một cái lực lượng với đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ để sẵn sàng phối hợp giải quyết các cái tình huống phức tạp mà có thể xảy ra. Ngày khai mạc Đại hội 13 của Đảng đang đến gần, bằng niềm tin, sự đoàn kết, quyết tâm cao, lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên đã sẵn sàng mọi phương án bảo vệ tốt nhất, gửi gắm vào đó là niềm tin, sự kỳ vọng vào thành công đại hội của từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong giai đoạn mới.